Hello, xin chào cô bác anh chị em nhé. Mấy bên em cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều, quá chị em thời gian qua cô bác chị em luôn theo dõi trên máy của em ha. Thì cũng như mua máy em hộ bên em thời gian qua rất là nhiều, em rất là mang ơn nha. Hôm nay quay cho cô bác chị em tham khảo động cơ. Động cơ này là dân ma quá chị em, cái này là dân ma 3T70 quá chị em ha. AT70 này nó 3TNV mấy em, 3TNV con này 0.854 mấy em, 0.854 thì đâu đó con này nó cũng 20 nữa mấy em, 20 nữa nha. Con này thì tua nó cũng tầm cỡ 3.200, cái maximum 3.500 bán cho em nha. Nếu mà con này mà nó chạy cực đỉnh mà đến đến mà hết ga quá cho em tôi 3.500 thì nó cũng tầm khoảng 19-20 ngựa. Nhưng mà nói mình cái ga mà hết công sức bán cho em nha. Nhưng mà nó mà hết công sức rồi thì mình chạy mà hết công sức bán cho em, máy nó không có bền được đâu. Cái gì cũng vậy thôi. Mình chạy là dạng như là 80% thôi ha. Nói vậy khi mình gấp gấp thì mình chơi maximum, còn công chuyện mà nó không gấp nó cũng bình thường á, thì mình giữ cho cái độ bền máy nó lâu. Nói chung là máy dẫn dị hay là cái tất cả những thiết bị dẫn dị ha. Thì cái động cơ này là rất là đẹp quá nha, những cái bô lửa nè đen cạnh luôn, mà nếu nó có mấy cái điểm hơi nhìn hơi xấu xấu xíu quá nha ha. Đây nó cò xấu xíu 3T70 hôm gần mình cũng hết hàng quá em ơi, cũng mới có hàng lại đây. Rồi, giờ mình đề máy cho quá cho em cái tiếng máy nha. Đề máy đi con. Con này thì có tắc điện quá nha. Có tắc điện, cái này tắc điện ngâm quá nha nha. Điện ngâm tất nhiên là mình phải ngâm điện nó mới chạy được quá vậy ha. Quá đã quá nha, cực kỳ luôn. Dòng 3T70 này đã quá nha. Mấy con này khách thích xài lắm. Con nào mình về là mình bán rất là nhanh. Đấy. Giá này nó cũng không có mắc quá vậy ha. Máy này thì em bán em bao quá trời là bao nguyên zin nha, không sơn dặm, không chế cháo, không đổ hơi. Nó vậy. Còn nước sơn hơi chốc chút xíu chỗ nó trực trò trong nhìn mới tinh quá nha. Đấy. Con này em bán quá cho em 14.500. Quán cho em nào có quan tâm thì ủng hộ giùm em nha. Rồi, em cảm ơn rất nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha.